xin giúp anh rồi. Ta-da! Dễ thương không mọi người? Bộ nhỏ nhỏ này dành cho bà nhỏ, và tất nhiên đã có cho bà nhỏ thì phải có cho bà lớn. Nhìn nó hơi khác nhau tí xíu, nhưng mà cái nói chung là cũng là khoai tây chiên đó mọi người. Tại hai bà nhỏ thì mình thích khoai tây chiên nên Mina đã sắm bộ khoai tây chiên. Mà đã có khoai tây chiên rồi thì ít nhất mình phải ăn cái sốt gì đó ngon đúng không? Đúng rồi. Má nó, ta-da! Bộ tương cà. Bộ tương cà đó mọi người à. Mà cũng thích ăn tương cà thôi. Người lớn mới ăn cái gì đó ngon hơn đúng không? Mọi người ăn cái tương ớt đúng không? Bình thường. Ta-da! Trời ơi, mù tạc mọi người ơi. Sốt mù tạc à. Nguyên một gia đình, bốn người mà bốn bộ, nhưng cũng không luôn. Cha chồng. Đó, nên bộ này bây giờ chỉ có ba mẹ con mặc thôi. Rồi, bây giờ mọi người cùng xem nha. Chuyện cảnh tiếp theo, cả gia đình sẽ đi đâu chơi nha. Mà trước khi mình đi chơi là mình phải mặc đồ đúng không? Rồi, thay đồ nè. Dạ, lúc đầu là má mấy cũng lo xa, sợ hai đứa nhỏ mặc chật nên mua đồ khá là rộng. Nên bây giờ phải ngồi thử, rồi dùng kim chỉ để nhíp lại. Đây, bé Cherry, cô gái hướng nội, nhưng mà hướng nội là hướng nội ngoài đường thôi. Trong nhà là hướng tùm lum. Đó, đâu có dịu dàng nít na như mọi người thấy đâu. Cũng quậy chằn ai lắm. Chỉnh sửa trang phục cũng xong rồi. Cả nhà đi một vòng catwalk cho các cô chú xem nha. Thôi trễ lắm rồi, lên đường di chuyển đến địa điểm chơi Halloween thôi. Tính ra đây là lần đầu tiên hai bà nhỏ được đi chơi hóa trang với các bạn như vậy nè. Phải công nhận là đông vui ghê, nhưng mà do hai bà đến trễ nên hết ghế ngồi rồi. Để đi kiếm ghế nè, đi kiếm chỗ nè. Đây là lúc để cho mọi người xem Kiwi hướng ngoại sẽ như thế nào. Chỉ cần có âm nhạc cất lên thôi là bảo quẩy auto liền. Cái trẻ hơn các bạn mà không biết mít sao được cái chỗ ngồi ngay gần sân khấu luôn. Ghê thiệt, con kia hai che đây đó hướng nội nên hay mắc cỡ lắm, ngồi xa xa sân khấu núp núp bên này nè. Tính ra nhìn tới nhìn lui nãy giờ có các bé hóa trang chứ các bậc phụ huynh không ai hóa trang như mẹ Min hết. Làm ngại quá. Đó, vậy là xong kết thúc một ngày đi chơi Halloween của hai bà nhỏ rồi. Đi về nhà ngủ thôi, năm sau chơi tiếp.